Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, gồm các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm và đồ uống, sản xuất năng lượng điện. Hiện công ty có 17 đơn vị thành viên với trên 5.000 lao động, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Công ty luôn tiên phong áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã áp dụng 26 hệ thống quản lý chất lượng, trong đó có 5 hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm. Trong cái thời gian áp dụng thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là hiệu quả, nó mang lại cái hiệu quả rất là lớn trong vấn đề quản lý. Chúng tôi thấy rằng là nó quản lý cái hệ thống này, nó làm chúng tôi quản lý rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là trong quản lý sản xuất, quản lý về chất lượng sản phẩm, nó kiểm soát theo một cái tiêu chuẩn đã định sẵn, cho nên là cái chất lượng đầu ra luôn luôn ổn định và đảm bảo an toàn thực phẩm, cho nên được cái khách hàng trong nước và nước ngoài tuyển dụng. Công ty cổ phần bia Sài Gòn Quảng Ngãi là đơn vị áp dụng, duy trì, cải tiến liên tục, có hiệu quả nhiều hệ thống quản lý tích hợp về quản lý chất lượng, văn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, công ty tiên phong áp dụng hệ thống quản lý BRCRS trong hoạt động sản xuất. Nhờ áp dụng những hệ thống tiên tiến đó thì là chất lượng sản phẩm của bia Sài Gòn rất là an toàn, từ được kiểm soát rất là chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, nhập liệu, đầu vào và thành phẩm bia ra ngoài thị trường. Chất lượng và tiêu chuẩn là đặc điểm cơ bản để đánh giá tất cả các loại hàng hóa, đặc biệt là đối với thực phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng hiểu các thông tin quan trọng về sản phẩm họ mua và cải thiện tính minh bạch trong quản lý thực phẩm. Các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm được xây dựng theo các tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRCRS, IFS Food, được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản về kiểm soát sản xuất liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. GMP là thực hành sản xuất tốt, là các thực hành bắt buộc để tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị bởi các cơ quan kiểm soát việc cấp phép và cấp phép sản xuất kinh doanh ngành hàng thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế. HACCP là phân tích rủi ro và các điểm kiểm soát tới hạn, là một cách tiếp cận phòng ngừa có hệ thống đối với an toàn thực phẩm khỏi các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý, và gần đây là các mối nguy phóng xạ trong quá trình sản xuất có thể gây ra thành phẩm không an toàn, và thiết kế các biện pháp để giảm thiểu những nguy cơ này, rủi ro đến mức an toàn. ISO 22000 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được chứng nhận. Nó bao gồm giao tiếp tương tác, quản lý hệ thống và kiểm soát mối nguy. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thực phẩm. FSSC 22000 là chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được xây dựng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ISO 22000, các chương trình tiên tiến và một vài yêu cầu chung. BRCRS là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn BRCRS cung cấp một khuôn khổ để quản lý sản phẩm an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp, chất lượng và các biện pháp kiểm soát hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm, thành phần thực phẩm, sản xuất, chế biến và đóng gói. IFS Food là tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế để đánh giá sự tuân thủ của sản phẩm và quy trình liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn IFS Food áp dụng cho các nhà cung cấp ở tất cả các bước chế biến thực phẩm sau giai đoạn nông nghiệp. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, như các quy trình an toàn thực phẩm được triển khai sẽ giúp tìm ra những vấn đề tiềm ẩn một cách hiệu quả. Việc theo dõi thường xuyên và nghiên cứu cập nhật sẽ giúp cải tiến liên tục độ an toàn của sản phẩm. Hướng dẫn cho tổ chức theo sát những luật lệ đúng về vệ sinh, sức khỏe và an toàn thực phẩm. Trong trường hợp các sản phẩm vướng vào những vấn đề về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn này sẽ giúp tổ chức có thể xử lý vấn đề theo cách hiệu quả nhất. Giảm bớt tần suất kiểm định khắt khe từ khách hàng hay tổ chức khác, cũng như giảm thiểu những rào cản thương mại và giúp mở rộng khả năng thâm nhập vào những thị trường khác. Nâng cao niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, nhất là các hệ thống quản lý thực phẩm, hướng đến về sức khỏe cộng đồng, về sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh. Qua đó khẳng định chỗ đứng của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế.